Xin chào tất cả các bạn, đây là cái con ốc cốp gân cho xe 67 nha. Thì có rất nhiều anh em muốn hỏi là cái con ốc cốp này để gắn cho xe 67. Thì đây, ô đây mình sưu tập cái con này để dành cho gắn xe 67. Đây là con ốc cốp ngắn. Thì đối với thằng Đam 78 nó xài chung với con ốc này, xài chung với thằng 67. Đam thì nó có một con ngắn và một con dài hơn. Thì cái phần cái con ngắn á, để gắn được cho con ốc cốt của xe 67. Thì đây là ốc cốt của xe 67. Okay. Các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cấp thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên nha. Phương thức mua hàng là chuyển khoản trước, nhận hàng sau, không ship siêu đen. Ok, xin cảm ơn tất cả các bạn. Nhớ bấm nhận nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp của mình nha.